Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nam, ví da bò, màu vàng bò. Đây là một loại da rất là đẹp, phù hợp với ai yêu thích cái màu nổi bật á. Màu này cũng không có nổi bật quá, nhưng mà nó cũng rất là đẹp và thể hiện cá tính. Vì dòng ví này cũng rất là kén khách vì nó màu nó quá nổi. Đường chỉ thì được may rất là tỉ mỉ và thẳng hàng. Da này trong ngoài đều giống nhau nha mọi người. Đây là dòng da bò. Dòng da bò thì mọi người cũng đã biết rồi, càng sử dụng thì nó sẽ càng đẹp và càng bóng. Ở trong á thì mỗi bên nó sẽ có 3 ngăn, bên tay phải nó sẽ có 3 ngăn và 2 ngăn đứng, bên tay trái thì nó sẽ có một ngăn nằm ngang và một ngăn đứng, và nó có một ngăn lưới. Ngăn lưới thì mình có thể để những tấm hình hoặc là những cái gì mình sợ quên á thì mình có thể bỏ vào, thì mình nhìn mình thấy mình không có quên. Rồi đựng được tất cả các thẻ căn cước công dân, ngân hàng đều đựng được hết nha mọi người, và các giấy tờ tương đương. Ở trong thì nó sẽ có ba ngăn lớn. Ba ngăn lớn này đó thì nó chứa rất là nhiều tiền. Mỗi ngăn có thể chứa được số tiền rất là lớn, vì ba ngăn này chứa khá nhiều tiền nha mọi người, và đặc biệt có ngăn dây kéo nữa. Ở trong được lót bằng da bò hết. Cảm ơn mọi người đã xem.